Mọi người cẩn thận. Tới rồi, tới rồi. Nghe nói là người sắp tới rất lợi hại, tôi mau đưa nàng ấy đi đi. Được, Tiểu Việt, nào. Thanh Đình, ta đã trúng độc của hắn. Mà họ tới đây là vì Tiểu Viên. Đưa nàng ấy đi đi. Đi đi. Tay của huynh. Sao thế? Sao thế? Các người đi đi. Đừng mà, đừng mà. Thiết muội. Muội bị thương rồi, để ta. Tránh cái gì? Đi. Chúng này mọi người cùng đi đi. 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 Đi mau. Đang huy trường đâu? Hình như chưa theo tới đây. Mau đi thôi. Người muốn gì? Người bị làm sao thế hả? Lại đây. Không được, không được. Làm sao đánh đây? Với Tiểu lão đại, cứ theo ta. Đừng nghĩ nhiều như thế. Lấy xe. Đi. Đưa xe trước. Đừng đánh nữa. Tới nữa à? Không xe trước. Hết rồi. Người lại là ai nữa thế? Còn nữa sao? Nào, hãy nếm thử lên hỏa trường của ta.
ngươi là ai? Gia Cát, Tề Viên, ta đi giúp huynh ấy. Hai người ta đi đi. Lại tới thêm một lão đại. Tiểu Viên đang ở chỗ hắn. Cố gắng bảo vệ con chạy thoát. Chắc hắn không phải lấy một mình. Mau đưa nàng ấy đi. Bất lão Diêm Vương, ngươi cũng học thuật diệt dung của Vũ Ẩn Môn chúng ta. Cái này thì đã là gì? Cái ta muốn là máu của tiểu cô nương kia để gia tăng công lực của ta. Bác Tí Viên, ngươi dám đánh lén ta à? Cũng giống như ngươi, ta cũng muốn máu của tiểu yêu nữ kia để muốn một mình độc chiếm. Vậy thì ngươi quá xem thường ta rồi. Ta chính là xem thường ngươi đấy. Ngươi đã bị thương, không còn mạnh như trước nữa. Tí Viện, tôi sẽ không được chết tử tế. Phải cứ chết đi. Thiết muội, cái tóc mà muội tóc ta, có chết ta cũng không quên. Lão đại cũng không thoát được. Lão đại, con thủy quái dơ bẩn này, ta phải giết chết ngươi. Có phải ngươi muốn tìm ta sao? Ta ở đây này, ta muốn giết ngươi. Hết muội, muội vĩnh viễn là nữ nhân duy nhất trong lòng ta. Thảm quá. Và ngươi hãy nhìn xem, ba đại cao thủ của Vũ Ẩn Môn vì sao được chết trong tay ta? Bởi vì ta là thiên hạ độc tông.